Đối với form thang hay form oval và form vuông là những cái form móng mà mọi người cần học đi học lại một vài lần chúng ta mới có thể làm được. Còn bạn nào mà có thể tiếp thu nhanh một chút thì có thể học một lần là rất là ok rồi. Còn đây là ba cái form móng mà chúng ta giũa, chúng ta cần nhiều công luyện tập hơn và nhiều cái cách luyện mắt. Các form móng là điều chúng ta không thể thiếu và không thể biết được khi làm nail. Chúng ta sẽ tạo hình được cho khách hàng những cái hình dáng móng mà khách hàng yêu thích và chúng ta cũng nhìn nhận được đúng sai nhé. Thì ở đây đầu tiên Thảo sẽ chia sẻ với mọi người về cách giũa form móng vuông. Ở đây chúng ta dùng cái giũa móng tay Zeliva nhé. Chúng ta dựng cái giũa này vuông góc với đầu móng nhé. Tức là vuông hay không vuông còn do góc nhìn nữa, nhưng mọi người có thể nhìn ngang để thấy góc nhìn vuông của cái phần giũa như thế này. Sau khi chúng ta giũa vuông phần đầu móng xong thì chúng ta đưa giũa sang hai cạnh để chúng ta giũa thẳng hai cạnh để hai cạnh này có thể tạo thành với đường ngang thành một góc vuông, tức là form vuông là hai cái góc bên cạnh nó phải vuông vức với nhau và các đường giũa nó phải thẳng mọi người nhé. Mình nhớ là trong khi làm thì mình nhớ giữ tay khách như thế này để đảm bảo rằng là tay khách sẽ không bị đau và mình sẽ giữ cái móng tay khách được chặt hơn nhé. Sau khi làm xong thì các cái phần đầu móng nó bị sơ sơ ấy, bị móng thừa thì mọi người sẽ giũa hất hất một tí thì nó sẽ hết nhé. Và khi mọi người giũa thì chúng ta không biết như thế nào là thẳng rồi thì mọi người có thể quay ngược tay của khách. Như thế này thì chúng ta nhìn nó sẽ ra nhiều cái yếu điểm của mình hơn hoặc là ra bên nào nó chưa cân để chúng ta chỉnh luôn. Móng thứ hai, dáng móng thứ hai là dáng móng tròn. Dáng móng tròn ở đây Thảo sẽ giũa theo cái sở thích của Thảo nhé. Tại vì móng tròn thì có nhiều cái kiểu tròn lắm. Tròn có thể hơi dài đầu một chút hoặc là tròn ngang. Ở đây thì Thảo sẽ giũa tròn là nó hết toàn bộ hai cạnh, hết toàn bộ các cạnh góc cạnh nó đi, nên là chúng ta sẽ bấm hai cái cạnh ấy đi và chúng ta sẽ giũa. Thay vì việc mình cứ giũa rất là lâu thì mình cái nào mà bấm đi được là Thảo lúc nào Thảo cũng bấm nó đi luôn. Sau đó thì mình sẽ giũa các phần đầu móng đi nhé. Đầu móng này thì mọi người nhớ giũa làm sao cho hai bên, nửa bên trái và nửa bên phải nó đối xứng, cân xứng với nhau nhé. Và khi giũa xong mà cái phần đầu móng nó còn bị sơ sơ ra thì mọi người sẽ dùng cái mặt mịn của cây giũa Zeliva này để giũa nhé. Vì giũa Zeliva này Thảo dùng là Thảo thấy nó rất là bén và bền lâu đấy. Rồi, đối với form móng là một điều rất quan trọng mọi người cần phải học nhé. Tại vì khi mà Thảo chia sẻ với học viên, Thảo dạy học viên ấy, kể cả khóa online thì form móng mọi người vẫn phải học. Bởi vì trong khóa học online thì Thảo khi mà đắp gel chẳng hạn thì các bạn cũng vẫn cần đến những cái form móng như thế này, nên nó rất là quan trọng. Còn có nhiều kỹ thuật hơn thì Thảo cũng sẽ chia sẻ với học viên theo thứ tự ở trong nhóm online để mọi người có được một cái quá trình học, quy trình học từ đầu đến cuối ấy. Form tiếp theo mọi người sẽ làm đó chính là form thang nha. Thì mọi người sẽ cắt đi hai cạnh mỗi bên. Cắt đi hai cạnh mỗi bên. Sau đó thì mọi người sẽ giũa hai cạnh này sao cho nó thẳng, thẳng đường giũa nha mọi người nhé. Còn đương nhiên là hướng của cái cạnh này nó vát vát vào một chút rồi. Đó, khi làm form thang này thì form nào cũng vậy. Nếu như mọi người cảm thấy nó không thật sự là cân đối thì mọi người nhớ quay ngược cái ngón tay lên để nhìn nhé. Đấy, đây, mình sẽ quay ngược ngón tay để nhìn. Cân đối thì thôi, mình không cần sửa lại nữa. Đối với form thang hay form oval và form vuông là những cái form móng mà mọi người cần học đi học lại một vài lần chúng ta mới có thể làm được. Còn bạn nào mà có thể tiếp thu nhanh một chút thì có thể học một lần là rất là ok rồi. Còn đây là ba cái form móng mà chúng ta giũa, chúng ta cần nhiều công luyện tập hơn và nhiều cái cách luyện mắt. Bởi vì đến hướng mắt chúng ta đặt chúng ta cũng cần phải luyện đấy mọi người. Nếu như mà hướng nhìn sai thì cái form móng nó cũng sai. Phần hạnh nhân này. Mình sẽ bấm được 1/2 nối đến một nửa móng, sau đấy mình bấm tiếp hai cạnh. Thật ra thì form móng là một cái mọi người rất cần. Tuy nhiên thì khi vào bài làm và khi vào làm cho khách ấy, thì nó sẽ có là được hỗ trợ bằng những cái form móng. Như hiện tại thời thế có rất nhiều form móng thang, form móng nhọn chẳng hạn. Nhọn là nó nhọn hoắt rồi. Hoặc là form móng nhọn để cắt đi một cái thành form thang chẳng hạn, rất là tiện. Các bạn cũng không cần quá nhiều công mài giũa, nhưng mà chúng ta cần là cái luyện mắt, cách luyện mắt để mình nhìn được là cái form đấy đã được hay chưa ấy mọi người. Nên là form móng rất là cần và rất là quan trọng. Nên là form móng là bài học đầu tiên mà Thảo để ở trong khóa học online hoặc là khóa học trực tiếp cho các bạn học viên luôn. Bài thứ hai mọi người, bài thứ hai sau bài nhật ra nhé. Mình sẽ bấm đi vào đây là form nhọn nhé. Mình sẽ form nhọn là form rất là dễ làm. Chỉ cần căn một điểm ở giữa, sau đó chúng ta bấm cắt hai cạnh đi và chúng ta sẽ giũa đi, như vậy là hoàn thành xong. Nhớ là giũa phải cân đối mọi người nhé, không phải là một bên cong một bên thẳng đâu, hai bên cạnh móng này này. Rồi, mọi người thấy cái giũa mình dùng rất là bén không?